Chào các bạn, bữa nay mình đi hôm nay cũng mấy tầng các bạn. Nó đi cái cảnh cảnh nhà sàn biên giới, cảnh người ta nuôi trâu nuôi bò ở Campuchia, mình quay chia sẻ các bạn nha. Nè, nóng gì lắm các bạn ơi. Nóng ở đây á là nhiệt độ nó khủng hoảng luôn các bạn, 40 41 42 độ C không anh em. Nó mà trâu bò Campuchia chăn nuôi thấy thương các bạn nên mình quay chia sẻ anh em nha. Đó, biên giới Việt Nam Tây Nam mình vậy các bạn, rất là đẹp nha. Nguyên đàn trâu các bạn mà cỏ. Cỏ vậy mà con trâu nó vẫn ăn được anh em. Đó, nuôi trâu nuôi bò khủng hoảng luôn, cái mà không có cỏ mà nó rất nó ăn, công nhận cái mùa này thấy thương quá. Còn lúc con trâu là đồng khô cỏ trái không anh ơi, mà trâu vẫn sống được. Trâu bò các bạn, trâu bò xuống mấy nhà sàn nó đục mát các bạn đó anh em. Đó, bữa nay là ngày hai tây các bạn, ngày hai tây tháng 4. Ngày qua là chơi lễ ngày 30 tháng 4, mình đi xe đét mà ở dưới Lai Dung các bạn. Vậy Lai Dung mình lên thì các bạn, bây giờ mình đi hôm nay mình chở cái máy đi bán các bạn, sẵn mình chia sẻ anh em luôn. Rất là đẹp anh em ơi, các bạn giờ mình đang quay là giấc trưa nắng anh em, đúng 12 giờ trưa luôn anh em. Tại mình chở máy đi ngang đây mình ngừng lại mình quay thôi anh em. Wow, nó cảnh rất là đẹp. Thấy cái cảnh trâu bò đẹp quá mình không đi nổi các bạn, mà phải quay chia sẻ anh em. Ồ, đẹp nhà sàn Campuchia anh em. Đó, kiến trúc nhà sàn rất là đẹp. Mà nó nắng anh em ơi, cái nhà sàn này giờ chắc mình chung chứ chắc nắng chắc chết luôn. Nhà này làm chứ chưa có điện nước anh em. Chuẩn bị làm đường. Đó, trâu bò đục ở dưới nhà sàn á. Quá trời trong luôn, đục rồi. Nóng quá mà chịu nổi này bạn, đây này, nhà này cũng có mấy con bò nó đục á. Ồ, cái đàn trâu này khủng hoảng luôn anh em ơi. Mình quay mà cái máy nó nóng luôn anh em ơi, nắng á, nắng kinh khủng luôn. Nhiệt độ nó tăng lên, nhìn mình chịu không nổi luôn, mà đứng mà chịu không nổi luôn. Mấy con trâu này chịu nổi. Mà cái cỏ này nó khô queo hết mà còn cái nó không có cỏ, thấy thương quá. Thấy thương thiệt em các bạn ơi. Đó, mình thấy cảnh đẹp quá, bằng trâu đẹp quá, mình chia sẻ cho anh em. Coi gì mà nước Việt Nam mình biên giới rất là đẹp nha anh em. Nè, trâu bò này Campuchia nó nuôi các bạn. Campuchia nó không có làm, nó không có thủy lợi nên nó không có làm lúa làm gì được các bạn. Mùa này nó khô queo anh em. Làm cũng không được đâu. Mùa nắng khủng khiếp luôn. Trâu. Giờ nó ăn cũng được, ăn cỏ cũng được. Và bò nó chịu nắng dữ hết ta. Trâu này bò chịu nắng hay hơn trâu. Đó các bạn, ở trong kia mấy con trâu vô nhà nó khôn. Mấy con trâu đó, mấy bò đó nó rất là khôn anh em. Nó dung vô nhà nó nghỉ mát hết đó à. Mình cũng muốn nghỉ mát chứ nó. Con này cũng khôn này, chung vô bụi tre nè, nghỉ mát nè. Quá trời luôn anh em ơi. Mấy bò nó khôn xuống cái mái nhà đó. Mà góc cột này không biết trâu bò đụng cái sập không mà thấy ớn quá cái này. Xây cái nhà mà cái chân bê tông, mấy cái chân nó ít ngắn nhỏ quá. Mười mấy cái chân mình thấy nó nhỏ quá. Nó cả sẵn sập luôn trời. Đó các bạn. Wow, cảnh biên giới đó. Ở đây là ngày 3 ngày nào còn gần cột mốc 200 anh em. Cái này mình đi Kiến Tường chạy xíu rồi tới Kiến Tường. Và đi một quá cũng gần đúng không bạn? Vô một quá Kiến Tường này quẹo phải tới ngã tư này cột mốc 200. Và ngay cái phất cái đằng trâu, phất cái chùm giấy này là cột mốc 200 các bạn. Thấy thương mấy con trâu mấy bò quá. Trâu khủng hoảng luôn. Nắng lắm các bạn ơi. Mình tới đây mình ngừng xuống mình quay phim mình chịu không nổi, nóng nhiệt độ nó tăng lên nhưng mấy con trâu mấy bò nó không thích nghi được các bạn. Bởi cuộc sống thiên nhiên mà nó cỡ nào nó sống cũng được, tới mùa nước là nước cỏ lên tới quần tới áo mà luôn các bạn. Mà tới mùa khô nó chứ queo hết rồi nhìn này các bạn. Vậy mà trâu bò nó cũng lụm, nó rứt từ cái gông cỏ lên ăn. Rất mà nó mà không đá cát nó cũng nuốt được luôn anh em. Cuộc sống thiên nhiên rõ ràng. Ở nhà sàn giờ nắng chắc vô đó chắc chịu nổi, nóng gì lắm các bạn. Quá trời luôn trời nắng. Nhiệt độ năm nay thì đó giờ mới thấy cảnh năm nay ấy, nó nóng mà đi biên giới là nóng dữ nữa nè. Bởi biên giới này nhiệt độ nó tăng cao lắm, phải như thành phố mình đâu. Thành phố mình nhiệt độ cũng nóng nhưng mà không bằng ở đây. Đây nó nóng, này chắc giống như là nó không có nhà trời cao tầng á, thành ra nó sát luôn các bạn, không có gì che nắng che đỡ. Thành phố nhiều khi nó che xuống mấy cái chỗ á, thấp cũng đỡ nóng. Còn này là nóng độ nó tăng lên hoài luôn. Wow.
Đó này là ngay cục móc 200 các bạn. Ngã ba này về kiến tường. Kiến tường một quá là điện này được các bạn. Về xã kiến tường được, quyền một quá được luôn. Ôi cảnh đằng trâu thấy thương em ơi. Đằng trâu đất cỏ đất không mà nó vẫn sống được anh em. Sinh tồn rõ ràng. Quá trời luôn em ơi, thấy thương. Trâu khủng hoảng luôn. Đó này, kênh YouTube Thanh Vàng mà đi thấy gì lạ lạ mình sẽ chia sẻ cho anh em bà con ở phương xa cũng biết được biên giới Tây Nam nó có một cái cảnh đẹp như thế nào các bạn. Cái này là biên giới Việt Nam Campuchia đó anh em. Mình đang xuống đường nữa các bạn. Mình đang xuống cái mí ruộng mình quay các bạn. Mình quay này, quay là quay nhà sàn là nhà của đất nước Campuchia mình đang đứng này, cách đó là cũng cỡ 300 m anh em. Đó 300 m là đất mình đang đứng này, cách 300 m. 200 mấy mét chứ không tới 300 mét, 200 mét là đất Campuchia đó nè. Đó, vương quốc Campuchia là mình đang đứng đó. Mình đang quay có một bầy bò nó nằm ở dưới cái nhà đục đục mát đó các bạn, là vương quốc Campuchia đó. Ừ, ô. Khủng hoảng lắm, bò nhiều, có con bò nó con vật nó cũng khôn các bạn, chung với mát, nghỉ mát anh em. Ô, ô nó quá trời, thấy mê quá. Ừ, vậy mà tao bò vẫn sống được, cũng hay. Không thấy nước đâu anh em ơi, thấy đất cứng nhắc khô cằn luôn. Không trâu. Quảng luôn. Đó giờ thôi có ai thương kênh YouTube Thanh Vàng thì nhớ đăng ký kênh cho Thanh Vàng, mình đi gặp cái gì lạ lạ biên giới mình sẽ quay cho các bạn. Mình ưa làm ăn biên giới nhiều nên mình cái gì lạ lạ bất cứ ở đâu. Mình cái gì mà lạ lạ mình sẽ quay chia sẻ anh em. Bạn nó thấy nắng quá mà nên mình chia sẻ cho anh em coi biết cái phong cái nhiệt độ ở biên giới như thế nào anh em ơi. Nhiệt độ quá nắng. Thanh Vàng đi từ thành Bình Tân mà bữa nay Thanh Vàng lấy máy từ Đức Huệ chi nhánh 3 các bạn về Vĩnh Hưng bán lắp máy cho Vĩnh Hưng các bạn. Nên là cũng gần chứ mà mình tay xuống đây chắc nóng chịu nổi đâu. Chi nhánh 3 Thanh Hòa đi 1 tiếng đồng hồ tới đây rồi các bạn. Đó này bên Việt Nam bên Campuchia đó các bạn. Đó này là cục móc 200 nha anh em. Quay điện thoại nó nóng hổi cái điện thoại. Thì đang nắng đang lúc 12 giờ trưa anh em mình quay này là ngày 3 tây, hết ngày 1 à, ngày 2 tây. Mới ngày qua 1 tháng 5. Rồi chúc các bạn một ngày đón lễ vui vẻ và thành công. Giờ đi làm, ngày tới ngày đi làm các bạn, cuộc sống mà. Thôi chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Thôi, Thanh Vàng đi giờ Thanh Vàng đi chở máy tới dưới cũng 1 tiếng nữa tới Vĩnh Hưng các bạn ơi. Từ đây mình xuống dưới cục móc 200 xuống tới Vĩnh Hưng đúng 1 tiếng đồng hồ, khoảng tiếng 10 phút là tới rồi các bạn. Cuộc sống Thanh Vàng nó vậy, không đi thì không đi thì đói các bạn phải đi. Thanh Vàng chịu khó lắm nè. Người ta mua thấy thương kênh YouTube mình, ta thu mua máy trên kênh YouTube đó. Ở đâu người ta cũng mua, mình cũng đi hết á. Ở xa đi xe đò, Kiên Giang, Rạch Giá hay Cà Mau đi xe đò. Còn vòng cách đây, cách thành phố chừng 100 mấy cây, 110 cây, 15 cây, 20 cây là mình đi xem đa hết anh em. Thì nào ráp máy nhiều mình mới đi xem đò thôi. Thật sự là tao ráp một cái là nhiều. Tao có YouTube mình, nhiều khi tao thương cái người ta mua. Rồi xin tạm biệt các bạn nha. Nó đằng trâu khủng hoảng luôn em ơi. Đó giờ mình đi về. Giờ mình đi xuống Vĩnh Hưng các bạn ơi. Tìm em mình về. Về xuống dưới mình ráp máy xong cái mình về tới đây cũng tới chiều nữa anh em. Đó, về thành phố là về tới chi nhánh 3, chi nhánh 2, Đức Huệ là tối thui luôn. Các bạn, sáng mình về lại chi nhánh Cầu Lớn rồi mình lại về Bình Tân. Mình đi vòng vòng các bạn, mấy chi nhánh mình ở đâu mình đi đó là mình có phải đi các bạn. Đó. Wow, rất là đẹp. Đó, mình còn mình tiếc nuối là mình quay cho mình chia sẻ anh em coi nè. Đó các bạn, nóng thấy sợ, trời nắng. Vậy mấy trâu bò thấy ăn thấy thương các bạn nè. Mình quay ngay cũng mỏ con trâu nè. Cỏ cát không anh em thấy không? Ừ, đó các bạn. Mê không? Nó ăn vậy mà ăn được các bạn thấy không? Có chút xíu mà rứt luôn lên miếng cát luôn ăn luôn anh em. Tại cỏ nó không có nước á, không có lên nổi. Rồi xin tạm biệt anh em nha. Giờ mình đi Vĩnh Hưng tiếp anh em ơi. Đó, ai thương Thanh Vàng nhớ đăng ký kênh cho Thanh Vàng. Ai mua máy thì mình xin phút một phút mình quảng một mấy giây mình quảng cáo các bạn. Ai mua máy thì khu vực miền Tây, ai mua máy cái Thanh Vàng thì ở đâu Thanh Vàng cũng tới á. Thanh Vàng bán máy hàng container về xài còn 90% rất là im anh em, y như hàng thùng vậy á. Cái nào im mình không có bán đâu. Các bạn mình lựa máy là im mình không bán hàng thùng. Đó, anh em nào có thương có cần máy tốt thì bà con cần thì điện Thanh Vàng. Còn phía Nam mà sửa tận nhà gì khu vực thành phố rồi Đức Huệ, rồi cái cụ lớn Hóc Môn, Củ Chi. Các bạn, Thủ Đức gì mình đi, mình có lính đi sửa máy hết các bạn. Ai cần sửa máy từng nhà thì phục vụ bà con hết. Nó lấy giá rất là sỉ thôi anh em, chứ không có gì hết á. Chỉ mà đi bán máy thì chỉ sửa là sửa giá sỉ thôi.
Rồi, bán máy cũng giá sỉ luôn. Đó, ai cần thì liên hệ Thanh Vàng, số điện thoại là 0828381639 anh em. Đó, giờ Thanh Vàng đang đi chở cái máy đi về tới Vĩnh Hưng các bạn. Đó, từ huyện Đức Huệ cho nhánh 2, huyện Đức Huệ của cửa hàng máy may Thanh Vàng là giờ mình chở xuống xuống tới Vĩnh Hưng mình giao cái máy cho khách rồi mình về các bạn ơi. Rồi, xin tạm biệt các bạn nha.